Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Hoàng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 27 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Panama. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một giải thắc mắc do Linh Mục Nguyễn Tất Thắng phụ trách về vấn đề Giáo hội Công giáo xét xử giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Bangalore. Hội nghị thần học do Bộ Giáo lý Đức Tin tổ chức cùng với Hội đồng Giáo mục Ấn Độ đã tiến hành từ ngày 21 đến 24 tháng 1 vừa qua tại Bangalore, Ấn Độ về đề tài Đức Tin Kitô trong một bối cảnh đa văn hóa. Tham dự hội nghị này tại Đại học Y khoa Thánh Joan ở Bangalore có 18 giám mục và 22 thần học gia Ấn Độ Phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Hồng Y. Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, hướng dẫn cùng với Đức Tổng giám mục Augustino Dinoia, đồng Tổng thư ký của Bộ và một số chức sắc của Bộ này, và Đức Tổng giám mục Giambattista di Quattro, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ. Đầu hội nghị, Đức Hồng Y. Ladaria đã nói về ơn gọi đặc thù của nhà thần học trong việc thăng tiến Đức Tin Công giáo. Tiếp đến, trong năm phiên họp, các tham dự viên lần lượt đề cập đến một số thách đố mục vụ đối với giáo hội ngày nay như ý nghĩa ơn cứu độ Kitô trong một thế giới đa nguyên, một số suy tư về sứ điệp của thư Placuis Deo, đẹp lòng Thiên Chúa do Bộ Giáo lý Đức tin soạn và gửi các giám mục trên thế giới hồi đầu tháng 3 năm ngoái năm 2018 về một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô. Những thách đố do tình trạng đa văn hóa ở Ấn Độ, loan báo tin mừng và cộng tác liên tôn, những nền tảng kinh thánh và giáo phụ, sống đức tin Kitô trong một bối cảnh liên tôn và đa văn hóa. Sau phần trình bày các đề tài trên đây do một thuyết trình viên, đã có những cuộc thảo luận sôi nổi, nhắm đào sâu hơn sự hiểu biết về các đề tài khác nhau, để ý đến tình trạng đặc thù của Ấn Độ và những thách đố mà các giám mục và các thần học gia phải đáp lại. Các cuộc thảo luận diễn ra trong tinh thần cởi mở, đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, và trao đổi các tư tưởng cũng như những kinh nghiệm. Nhiều vấn đề liên quan đến vai trò và sứ mạng của Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng như sự cộng tác của Bộ với các hội đồng giám mục và các ủy ban giám mục về giáo lý Đức Tin đã được làm sáng tỏ. Thông cáo công bố sau khóa họp cho biết hội nghị này làm cho các giám mục và thần học gia được thêm phong phú. Các vị được kêu gọi cộng tác hữu hiệu vào sứ mạng chung của giáo hội. Hội nghị kết thúc với hy vọng rằng dân chúa hiệp nhất dưới sự chăm sóc của các giám mục, tiếp tục góp phần vào công ích của đại quốc gia Ấn Độ. Maharashtra, trường nữ trung học công giáo Holy Cross, thánh giá ở Kolhapur, bang Maharashtra, Ấn Độ, đã bị nhóm người Ấn giáo cuồng tín phá hoại. Phần lớn các nữ sinh tại đây là tín đồ Ấn giáo. Hôm 22 tháng 1 vừa qua, nhóm thanh niên cực đoan thuộc tổ chức Juvasena, một lực lượng trẻ thuộc phong trào Sip Sena, siêu quốc gia chủ nghĩa ở Ấn, đã lột nhập vào trường trung học do các nữ tù thánh giá đảm trách. Họ hô những khẩu hiệu chống lại ban giám đốc trường và phản đối việc đóng học phí, rồi đập phá các kiến cửa sổ, các biểu tượng tôn giáo, kể cả thánh giá và tượng đức mẹ, phá các văn phòng và dụng cụ nhà trường. Tức cha Thomas Dabre, tổng giám mục giáo phận Puna, tuyên bố với hãng tin công giáo Asia News rằng Trong tư cách là công dân Ấn Độ, tôi rất đau buồn về vụ tấn công trưởng công giáo ở bang Maharashtra. Ấn Độ là một đất nước hòa bình và chúng tôi phải luôn khẳng định và thăng tiến hòa bình mặc dù có những khác biệt. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, tôi thực sự biết ơn các nữ tu dòng thánh giá về sự đóng góp của các chị vào việc xây dựng đất nước qua công tác giáo dục. Trường của các chị phục vụ tất cả mọi người và việc giáo dục ở đây được cống hiến cho các học sinh thuộc mọi tín ngưỡng. Trong các lớp học, sự hòa hợp liên tôn và đối thoại được cổ võ, Điều này giúp kiến tạo sự hòa hợp xã hội và sự sống chung, mưu ích cho đất nước Ấn Độ. Lahore, 14 bạn trẻ công giáo Pakistan đã bị sở di trú của nhà nước Pakistan chặn lại trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng vừa qua, không cho họ xuất cảnh đi Panama tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, mặc dù mọi người trong đoàn đều có thị thực hợp lệ chỉ có một tu sinh dòng tên là thầy Emmanuel được phép lên máy bay. Chabon Horan, điều hợp viên Ủy ban Giới Trẻ Công giáo thuộc giáo phận Hirelapa, đã kể lại với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo về sự thất vọng và đau buồn mà đoàn giới trẻ phải chịu trước sự kỳ thị của các quan chức sở di trú Pakistan. Họ đã làm thủ tục đầy đủ và có giấy tờ hợp lệ, nhưng vẫn bị chặn lại không cho lên máy bay. Họ đã đổi vé máy bay để rời đến ngày hôm sau 24 tháng Giêng và chịu tiền phạt vì đổi vé, nhưng rồi vẫn không được giới chức di trú Pakistan cho lên máy bay. Mỗi vé máy bay các bạn trẻ phải mua với giá 300.000 ruby, tương đương với 1.800 euro, một số tiền lớn đối với mức sống của dân chúng tại Pakistan. Ông Atif Sarip, điều hợp viên phong trào giới trẻ Kito ở thành phố Karachi, nói với hãng tin fides rằng đây thực sự là một sự kỳ thị tỏ tường nếu một công dân hội đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nếu họ có giấy tờ hợp lệ do các lãnh sự quán nước này yêu cầu và có thị thực nhập cảnh thì họ phải được tự do xuất hành đằng khác đã có một sự đầu tư lớn để đi ra nước ngoài ngày hôm nay chính phủ pakistan kỳ thị chúng tôi theo linh mục bonies mendes thuộc giáo phận Faisalabad cần tranh đấu về mặt chính trị và luật pháp để bảo vệ quyền này. Đây là vấn đề mà Ủy ban Công lý và Hòa bình hoặc Ủy ban Nhân quyền phải quan tâm giải quyết. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Panama. thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm nay 27 tháng Giêng là ngày chót trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Panama. Theo chương trình, lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, Ngài sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 và sau đó lúc 10 giờ rưỡi, Ngài sẽ đến thăm mái ấm người Samaritano nhân lành là nơi đón tiếp và săn sóc các bệnh nhân bị nhiễm HIVS. Những người nghèo, người neo đơn, Tại đây, các bệnh nhân được chữa trị về y khoa, đồng thời được nâng đỡ về tâm lý và tâm linh. Cuối cuộc viếng thăm tại đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh truyền tin. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật, vào lúc quá 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến sân vận động Roman Fernandez Juan Diaz để gặp gỡ và cảm ơn gần 30.000 người thiện nguyện đã góp phần vào việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Sau đó, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại phi trường quốc tế Tocumen để đáp máy bay trở về Roma. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha từ chiều thứ 6, 25 tháng Giêng vừa qua với buổi đi đèn thánh giá trọng thể từ lúc 5 giờ rưỡi chiều tại công viên Santa Maria La Atigua, cạnh bờ biển ở thành phố Panama hơn 400.000 bạn trẻ và các tín hữu đã sốt sáng tham dự buổi đi đàn thánh giá đặc biệt này. Diễn tả hành trình cô đơn và khổ đau của con Thiên Chúa trong lịch sử và còn tiếp diễn ngày nay dưới nhiều hình thức. Trong nghi thức phục vụ này, Đức Thánh Cha và Cộng đoàn đã đặc biệt cầu nguyện cho phong trào đại kết các tín hữu Kitô, cho những người di dân và tị nạn, cho hòa bình và hòa giải, và cho cả những cố gắng bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Thánh giá được nhóm các bạn trẻ rước đi, lần lượt qua 14 trạng truyền thống. Và mỗi trạng có những chủ đề khác nhau, từ nạn tham nhũng cho đến những vụ trà đạp nhân quyền, bạo hành chống phụ nữ, các bà mẹ, nạn phá thai, khủng bố, bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại, vấn đề những người di dân và tị nạn, các thổ dân. Tại mỗi trạng, các bạn trẻ thuộc các nước khác nhau như Cuba, Honduras, Guatemala, Salvador, Venezuela, Mexico, Haiti thay phiên nhau đọc những đoạn suy niệm. Những bài suy niệm ngắn ấy có nhắc đến Thánh Oscar Romero và xác tín rằng tiếng nói của các vị tử đạo luôn luôn là một bài ca hy vọng. Tiếp đến là những đau khổ của các thổ dân bản xứ, thảm trạng người di dân và tị nạn, các phụ nữ phải phấn đấu trong đêm đen của những lạm dụng, các nạn nhân của những vụ khủng bố, các thai nhi bị sát hại các bạn trẻ cũng cầu khẩn sự bảo trợ của Đức Mẹ được tôn kính dưới nhiều tước hiệu. Đức Mẹ Suyapa ở Honduras, Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng ở Cuba, Đức Mẹ Hòa Bình, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Mẹ Coromoto, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Vô Nhiễm Aparecida, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ La Antigua ở Barama. Cuối buổi đi đàn thánh giá Đức Thánh Cha đã dâng lên Chúa Cha lời khẩn nguyện, trong đó có đoạn Ngài nói. camino de Jesús hacia el Calvario es un camino de sufrimiento y soledad. Con đường của Chúa Giêsu tiến về đồi Canh Vê là một con đường đau khổ và cô đơn dẫn tiếp tục ngày nay. Chúa Giêsu bước đi và chịu đau khổ trong bao nhiêu khuôn mặt đau khổ vì sự lãnh đạm thích thú và làm tê liệt của xã hội chúng con đang tiêu thụ và tiêu hao chính mình, cố tình không biết đến và không ý thức bản thân trong đau khổ của các anh chị em. Lạy Chúa, cả chúng con, những người bạn hữu của Chúa, cũng để cho mình bị thái độ lãnh đạm và bất động chế ngự nhiều khi thái độ xu thời đã đánh bại và làm cho chúng con tê liệt thật khó nhận ra chúa nơi người anh em đau khổ chúng con quay mặt đi để khỏi nhìn thấy họ chúng con trốn chạy trong tiếng ồn ào để không nghe thấy chúng con tự bịt miệng để khỏi lên tiếng thật là điều dễ dàng khi gần gũi những người được coi là nổi tiếng và chiến thắng thật là dễ rơi vào thứ văn hóa bắt nạt xách nhiễu và hăm dọa nhưng lại chúa đối với chúa thì không như vậy trên thánh giá chúa đồng hóa với mọi đau khổ với tất cả những người cảm thấy bị quên lãng lại chúa chúa không như vậy vì chúa đã muốn ôm lấy tất cả những người mà bao nhiêu lần chúng con coi là không xứng đáng được ôm lấy được một cử chỉ dịu dàng và được chúc lành hoặc tệ hơn chúng con chẳng thấy rằng họ đang cần những điều ấy Lạy Chúa, đối với Chúa không phải như vậy. Trên thánh giá, Chúa đã liên kết với mỗi hành trình thánh giá của mỗi bạn trẻ, mỗi hoàn cảnh để biến đổi nó thành con đường phục sinh. Lạy Chúa Cha, hôm nay con đường khổ giá của Chúa con đang kéo dài. Trong tiếng kêu bị bóp nghẹt của các trẻ em mà người ta ngăn cản không cho sinh ra và của bao nhiêu những trẻ em khác bị phủ nhận quyền được có tuổi thơ, quyền có một gia đình được giáo dục các em không được chơi đùa ca hát ước mơ đường khổ giá của chúa đang tiếp tục nơi những phụ nữ bị hành hạ khai thác và bị bỏ rơi bị bóc lột và không được biết đến trong phẩm giá của họ trong những đôi mắt buồn sầu của những người trẻ thấy hy vọng tương lai của họ bị tước mất vì không được giáo dục và không có công ăn việc làm xứng đáng con đường khổ giá của chúa con đang kéo dài trong lo âu của những khuôn mặt trẻ bạn của chúng con họ rơi vào mạng lưới của những kẻ vô lương tâm trong số đó cả những người nói là đang phụng sự chúa những mạng lưới khai thác tội phạm lạm dụng đang bóc lột cuộc sống của người trẻ đức thánh cha nói tiếp <laughs> đường khổ giá của con chúa đang kéo dài nơi bao nhiêu người trẻ và các gia đình bị đắm chìm trong cái vòng chết chóc vì ma túy, rượu chè, mại dâm và buôn người, họ chẳng có tương lai và hiện tại. Và giống như y phục của Chúa bị phân chia, cả phẩm giá của họ cũng bị chia cắt và hành hạ. Con đường khổ giá của Chúa con đang kéo dài nơi những người trẻ với những khuôn mặt đầy vết nhăn, đã đánh mất khả năng mơ ước, sáng tạo và phát minh ngày mai và họ về hưu sớm trong thái độ cam chịu và xu thời, một trong những ma túy được tiêu thụ nhiều nhất ngày nay. Con đường khổ giá của Chúa còn kéo dài trong đau khổ âm thầm và làm cho bao nhiêu người thịnh nộ thay vì liên đới từ phía một xã hội sung túc khi họ thấy sự phủ nhận đau khổ và lầm than và hơn nữa họ bị chỉ tay và đối xử như những người gây ra mọi tai ương xã hội con đường khổ giá của chúa con đang kéo dài trong tiếng kêu của trái đất là mẹ chúng ta bị thương tổn trong lòng vì sự ô nhiễm không khí sự khô cằn của các cánh đồng sự ô nhiễm của nước và thấy mình bị chà đạp vì khinh rẻ vì tiêu thụ như điên rồ vượt quá mọi lý trí con đường ấy đang kéo dài trong một xã hội đã đánh mất khả năng khóc và cảm thông trước khổ đau lạy chúa phần chúng con chúng con làm gì đây? Chúng con phản ứng thế nào trước Chúa Giêsu đang chịu đau khổ, đang bước đi, đang xuất cư nơi khuôn mặt của bao nhiêu bạn hữu chúng con? Bao nhiêu người lạ mà chúng con đã học cách làm cho họ trở nên vô hình? Lạy Chúa Cha từ nhân, phải chăng chúng con đang ăn ủi và đồng hành với Chúa? Vô phương thế tự vệ và đau khổ nơi những người bé nhỏ nhất và bị bỏ rơi. Chúng con có giúp Chúa vác gánh nặng của thập giá, như ông người xứ Sinere, cư xử như những người xây dựng hòa bình, kiến tạo các liên minh, thành men của tình huynh đệ hay không? Chúng con chim ngắm mẹ Maria, người phụ nữ đại đảm. Từ mẹ chúng con muốn học cách đứng dưới chân thập giá, với cùng một quyết tâm và lòng can đảm, không trốn tránh hoặc ảo tưởng. Mẹ đã biết đồng hành với đau khổ của chúa con, nâng đỡ người với cái nhìn và bảo vệ người bằng con tim mẹ đau đớn vì khổ đau nhưng đau khổ không làm mẹ ngã quỵ mẹ là người phụ nữ can đảm thưa xin vân nâng đỡ và đồng hành bảo vệ và ấp ủ mẹ là người quyết liệt cần giữ hy vọng cả chúng con cũng muốn là một giáo hội nâng đỡ và đồng hành biết nói con ở đây trong cuộc sống và trong những khổ giá của bao nhiêu tín hữu đi cạnh chúng con từ mẹ maria chúng con học thưa đồng ý với sự kháng cự mạnh mẽ và kiên trì của bao nhiêu cha mẹ ông bà không ngừng nâng đỡ và đồng hành với con cái cháu chắc của họ khi chúng gặp nguy hiểm và khó khăn từ mẹ chúng con học thưa đồng ý với sự kiên nhẫn và quyết liệt và sự sáng tạo của những người không nhục trí và bắt đầu lại từ đầu trong những hoàn cảnh trong đó dường như mọi sự đã mất hết bằng cách kiến tạo những không gian những môi trường gia đình những trung tâm chú ý là cánh tay dơ ra giúp đỡ trong khó khăn. Buổi đi đàn thánh giá kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha vào lúc 7 giờ tối. Ngài trở về tòa sứ thần tòa thánh cách đó gần 9 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Sáng thứ Bảy, 26 tháng Giêng, hoạt động chính của Đức Thánh Cha là chủ sự lễ thánh hiến bàn thờ mới của nhà thờ chính tòa và cũng là vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria Antigua ở khu cổ thành Panama. Thánh đường tọa lạc cạnh tòa tổng giám mục Panama và đã được khởi công xây cất năm 1608, tức là cách đây 411 năm, nhưng chỉ được hoàn thành 108 năm sau đó và phải đợi thêm 80 năm nữa mới được thánh hiến. Sau trận động đất năm 1882, nhà thờ được tu bổ toàn diện nhờ sự tài trợ của công quỹ. Cách đây 5 năm, do lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Panama, Bộ Phụng tự và Kỷ lục Bí tích đã nâng nhà thờ này lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Ảnh đức mẹ La Antigua, đức mẹ cổ kính, vốn được đặt ở nhà thờ chính tòa Senvilla ở miền nam Tây Ban Nha, đã được người Tây Ban Nha đưa đến Panama này vào năm 1510. Đức mẹ đang đứng bồng chúa Hài Nhi và trong tay có cầm một đó hoa hồng. Đức mẹ Antigua được tôn làm bổn mạng của Panama cách đây 18 năm và lễ kính hàng năm vào ngày 9 tháng 9. Hiện diện trong vương cung thánh đường, ngoài các hồng y, giám mục đồng tế, còn có các linh mục, tu sĩ nam nữ và các thành viên phong trào giáo dân trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quản diễn đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, kể lại Chúa Giêsu đi đường mệt mỏi, Ngài ngồi cạnh một giếng nước. Và khoảng trưa có một phụ nữ xứ Samaria đến kín nước. Chúa nói với bà, xin hãy cho tôi uống. Từ câu này Đức Thánh Cha nêu nhận xét. Chúa Giêsu đã chia sẻ sự mệt mỏi của con người, của các môn đệ. Trong sự mệt mỏi của Chúa có chỗ cho bao nhiêu mệt mỏi của các dân tộc chúng ta ngày nay, của các cộng đoàn chúng ta và của tất cả những người mệt mỏi và bị áp bức. Đức Thanh Cha nói, có nhiều nguyên nhân và động lực có thể gây ra mệt mỏi trong hành trình của chúng ta là những linh mục, tu sĩ nam nữ, thành viên các phong trào giáo dân. Từ những giờ làm việc lâu dài khiến chúng ta không có còn giờ cho việc ăn uống, nghỉ ngơi và ở trong gia đình, cho tới những điều kiện ngộ độc làm việc và trong tình cảm đưa tới sự kiệt lực và hao mòn con tim. Từ sự tận tụy đơn giản và thường nhật cho đến gánh nặng của thói quen khiến chúng ta không còn thấy hứng thú, không được nhìn nhận hoặc nâng đỡ để đáp ứng những nhu cầu hàng ngày. Từ những tình trạng phức tạp thông thường và có thể lường trước được cho đến những giờ căng thẳng lo âu, đó là những thứ gánh nặng ta phải chịu đựng. Không thể tìm cách ôm lấy tất cả những tình trạng làm hao mòn đời sống của những người thánh hiến. Nhưng trong tất cả những tình trạng ấy, chúng ta cảm thấy cần cấp thiết tìm được một giếng nước để giải khát và làm dịu bớt sự mệt mỏi do hành trình. Như một tiếng kêu âm thầm, tất cả đều mong một giếng nước để từ đó có thể tái khởi hành. Từ tình trạng mệt mỏi thể lý đó, Đức Thánh Cha nhận xét, từ ít lâu nay có một thứ mệt mỏi tế nhị lẻn vào các cộng đoàn của chúng ta, đó là một sự cám dỗ mà chúng ta có thể gọi là mệt mỏi hy vọng, suy giảm hy vọng, thứ mệt mỏi này nảy sinh khi những tia nắng gắt của mặt trời làm cho giờ trưa không thể chịu nổi và ở cường độ khiến ta không thể tiến bước hoặc nhìn về phía trước, như thể tất cả trở nên mờ nhạt. Theo Đức Thánh Cha, đó là một sự mệt mỏi làm tê liệt nó nảy sinh từ cái nhìn hướng về đằng trước nhưng không biết phản ứng thế nào trước cường độ và sự bấp bênh của những thay đổi mà chúng ta trong tư cách là xã hội đang trải qua những thay đổi ấy dường như không những đang đặt lại vấn đề cho những cách thức diễn tả và dấn thân của chúng ta những thói quen và thái độ của chúng ta đứng trước thực tại nhưng trong nhiều trường hợp chúng còn làm cho chúng ta ngờ vực không biết có thể tiếp tục đời tu ngày nay hay không sự suy giảm, mệt mỏi trong hy vọng nảy sinh từ nhận thấy một giáo hội bị thương tổn vì tội lỗi của mình và nhiều khi không biết lắng nghe tiếng kêu, trong đó có tìm ẩn tiếng kêu của thầy Chí Thánh, lại Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con. Và thế là chúng ta quen sống với một niềm hy vọng mệt mỏi, đứng trước một tương lai bất định và mù mịt. Tình trạng này khiến cho chúng ta thấy tất cả dường như tiến hành bình thường, nhưng trong thực tế, đức tin bị hao mòn và tiêu tán. Không còn tin tưởng đối với một thực tại mà chúng ta không hiểu, hoặc trong đó chúng ta nghĩ là không còn chỗ cho đề nghị của chúng ta. Chúng ta có thể nhường chỗ cho một trong những lạc giáo tệ hại nhất trong thời đại chúng ta, khi nghĩ rằng Chúa và các cộng đoàn của chúng ta chẳng còn gì để nói trong thế giới mới đang hình thành hiện nay. Và khi ấy, Điều mà đã được sinh ra để làm muối đất và ánh sáng thế gian, rốt cục nó chỉ để cống hiến quan niệm riêng của mình, còn tệ hại hơn. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ thánh hiến bàn thờ mới của nhà thờ chính tòa Panama sáng hôm qua, Đức thánh cha nói: "Xin hãy cho tôi uống." Khi nói lên câu này, chúng ta bộc lộ sự mệt mỏi, hy vọng của chúng ta để trở về giếng nước dồi dào của mối tình đầu, khi Chúa Giêsu đi qua con đường của chúng ta nhìn chúng ta với lòng thương xót và gọi chúng ta theo ngài khi nói lên câu đó chúng ta nhớ lại thời điểm trong đôi mắt của chúa gặp đôi mắt chúng ta lúc mà chúa làm cho chúng ta cảm thấy ngài yêu thương ta không phải như cá nhân nhưng cả như cộng đoàn nữa đó là trở về những bước đường của chúng ta trong tinh thần sáng tạo lắng nghe thấy chúa thánh linh không kiến tạo một công trình đặc thù một kế hoạch mục vụ hoặc một cơ cấu tổ chức cần thiết nhưng là qua bao nhiêu vị thánh ở cửa bên cạnh trong đó có các vị sáng lập dòng chúng ta có các giám mục và các cha sở đã biết mang lại những nền tảng vững chắc cho các cộng đoàn đã mang lại sức sống và dưỡng khí trong mỗi bối cảnh lịch sử dường như đang bóp nghẹt và đè bẹp mọi hy vọng và phẩm giá xin hãy cho tôi uống có nghĩa là có can đảm để cho mình được thanh tẩy và phục hồi phần chân thực nhất trong các đoàn sủng nguyên thủy của chúng ta không phải chỉ giới hạn vào đời sống tu trì nhưng cho toàn thể giáo hội và xem những đoàn sủng ấy có thể diễn tả thế nào ngày nay xin hãy cho tôi uống có nghĩa là nhìn nhận mình cần chúa thánh linh biến đổi chúng ta thành những người nam nữ nhớ lại một sự đi qua cứu độ của thiên chúa và tiếng thắt rằng như Chúa đã làm trong quá khứ, Ngài sẽ tiếp tục làm trong tương lai. Đi đến tận gốc rễ giúp chúng ta sống hiện tại một cách thích hợp, không sợ hãi. Cần sống mà không sợ hãi. Đáp lại cuộc sống với niềm hăng say dấn thân với lịch sử, dấn thân và thực tại. Đó là một sự say mê như người đang yêu. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện nhà thờ chính tòa La Antigua này được mở lại sau một thời gian dài trùng tu Trước đây là nhà thờ chính tòa Tây Ban Nha, rồi của thổ dân, người Mỹ châu gốc Phi châu và nay trở thành nhà thờ chính tòa Panama. Thánh đường này không phải chỉ thuộc về quá khứ, nhưng là vẻ đẹp của hiện tại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: "Anh chị em thân mến, chúng ta đừng để mình bị lấy mất vẻ đẹp mà chúng ta đã thừa hưởng từ cha ông chúng ta. Ước gì vẻ đẹp này là cội rễ sống động và phong phú." giúp chúng ta tiếp tục làm cho lịch sử cứu độ được tươi đẹp và có đặc tính ngôn sứ tại phần đất này. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức thánh hiến và sức giàu bàn thờ tượng trưng Chúa Kitô. Tô bàn thờ làm bằng cẩm thạch Carrara màu trắng mua từ Italia. Phía trước có tạc hình chim bồ nông với các con chim nhỏ. Hình ảnh này tượng trưng chú Kitô vì khi không tìm được mồi để nuôi con, chim đã nuôi các con bằng máu mình. Ngoài ra, bàn thờ cũng được trang trí bằng nhiều thứ đá từ các nước. Bàn thờ không được trải khăn nào và Đức Thánh Cha đã xức dầu hương thảo trên đó để thánh hiến, rồi xong hương trước khi đọc lời nguyện tiếp đến bàn thờ được trải khăn lên và đặt các cây nến sáng trên đó. Đức Thánh Cha là vị đầu tiên hôn kính bàn thờ này trước khi cử hành thánh lễ, trước sự hiện diện của thánh tích của ba vị thánh Mỹ Châu Latin và một vị người Ba Lan. Đó là thánh nữ Rosa de Lima, thánh Oscar Anunfo Romero, thánh Martino de Porre và thánh Joan Paulo Đệ Nhị Giáo Hoàng. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ rưỡi trưa và Đức Thánh Cha lên xe tiến về đài chủng viện Thánh Du Xe cách đó 15 cây số. Chủng viện này được thành lập cách đây gần 150 năm, nhưng rồi trải qua nhiều năm thăng trầm và bị đóng cửa gần 100 năm, cho đến khi được mở lại vào năm 1970 tại địa điểm hiện nay, với một tòa nhà hiện đại đón nhận các chủng sinh từ các giáo phận khác nhau và cả tu sinh của các dòng đến theo học. Đến chủng viện vào lúc 12 giờ 15, Đức Thánh cha đã được cha giám đốc và năm linh mục trong ban huấn luyện của chủng viện đón tiếp. Ngài đã dùng bữa trưa tại đây với Đức tổng giám mục giáo phận Panama và 10 bạn trẻ thuộc các quốc tịch khác nhau. Sau bữa ăn, Đức Thánh cha còn vào nhà nguyện cầu nguyện trong thinh lặng và trước khi rời địa điểm này, Ngài còn chụp hình lưu niệm với 50 chúng sinh có mặt trong nguyện đường. Ngài cũng tặng cho chủng viện một mặt nhật mình Thánh Chúa quý giá. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Bảy hôm qua tại thủ đô Panama là buổi canh thức lúc gần 6 giờ chiều giờ địa phương với hàng trăm ngàn bạn trẻ tại công viên Thánh Doan Paulo Đệ Nhị, quen gọi là Metro Park, công viên Metro. Cách tòa sứ thần tòa thánh gần 25 cây số, buổi canh thức gồm có chứng từ của một gia đình, một bạn trẻ đã từng nghiện ngập ma túy, một bạn trẻ người Palestine. Sau bài huấn dụ của đức thánh cha, mọi người đã chào mình thánh Chúa trước khi đức thánh cha ban phép lành thánh thể. Chúng tôi sẽ tương thuộc với quý vị trong buổi phát ngày mai. Để kết thúc, kính mời quý vị nghe thêm vài chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của đức thánh cha. Chiều thứ sáu vừa qua tại tòa sứ thần tòa thánh đức thanh Cha đã gặp một nhóm các học sinh thuộc phong trào scolas ocurentes liên mạng các trường do chính đức Thánh tra khởi xướng khi ngài còn là tổng giám mục buelos eres và nay đã lan rộng trên thế giới nhóm học sinh này đã tham gia kinh nghiệm về scolas chita các trường công dân ở haiti panama và honduras đức thanh tra đã dành nửa tiếng đồng hồ để gặp nhóm học sinh này Ngài cảm ơn họ vì đã nói về những vấn đề cụ thể và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại giữa già và trẻ, đặc biệt là các ông bà nội ngoại, cũng như về giá trị các căn cội của mỗi người. Đặc biệt trong dịp này, một học sinh người Honduras đã hát một bài ca thật cảm động do anh sáng tác để chống lại nạn bắt nạt ở các trường làm cho Đức Thánh Cha rất xúc động. Sáng thứ Sáu, cũng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng lúc 7 giờ rưỡi. Và có một số tín hữu và các cộng sự viên của Tổng giáo phận Panama được tham dự. Sau đó, Ngài đã gặp riêng một nhóm 450 bạn trẻ người Cuba, trú ngụ tại Học viện Esclavas gần Tòa Sứ Thần. Khi Đức Thánh Cha vào trường thì các bạn trẻ vừa kết thúc thánh lễ và Ngài ban phép lành cho mọi người cũng như chào thăm họ trong đoàn này cũng có hai giám mục Cuba đồng hành với các bạn trẻ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lên đường đi thăm nhà tù thiếu niên Las Gajas ở thành phố Bacora, cách đó hơn 40 cây số như chúng tôi đã tường thuộc với quý vị. Trong nghi thức thống hối nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã giải tội cho 12 thiếu niên tù nhân và cũng có hai linh mục khác giải tội cho các hối nhân khác. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, bà Emma Anba, Giám đốc các nhà tù thiếu niên của Panama đã thông báo chính thức quyền trả tự do cho 9 người trẻ tù nhân, trong đó có anh Oscar Martinez, 21 tuổi, người đã trình bày chứng từ trước đến thanh tra và mọi người về hành trình hoán cải của anh. Có 7 tù nhân thuộc trung tâm cải huấn Las Gazas và hai người thuộc nhà tù thiếu niên ở tỉnh Colon. Để tiếp tục chương trình, linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc về vấn đề giáo hội công giáo xét xử giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về vấn đề giáo hội công giáo xét xử giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Thưa cha, truyền thông loan tin về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em ở khắp nơi. Lạm dụng tính dục trẻ em là gì? Khi nào thì một hành vi bị coi là lạm dụng tính dục trẻ em? Theo từ điển bách khoa về tâm lý, lạm dụng tình dục được định nghĩa là một hành vi tình dục không ước muốn. Người lạm dụng dùng sức mạnh hoặc dùng đe dọa hoặc lạm dụng nạn nhiên không đủ khả năng đồng ý. Trong đa số trường hợp, Người lạm dụng và người bị lạm dụng biết nhau. Tất cả những hành vi tình dục qua việc đụng chạm giữa người lớn và trẻ em được coi là một sự lạm dụng tình dục. Lạm dụng tình dục trẻ em là một hành vi tình dục giữa người lớn và trẻ em dưới tuổi trưởng thành. Theo thông thường, tuổi 18 được coi là tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, mỗi quốc gia quy định tuổi trưởng thành khác nhau. Cũng nên biết rằng hành vi lạm dụng tình dục không tất yếu có liên quan đến việc cương cứng chỗ kín, dùng sức lực, gây đau đớn hay sò mó. Nếu người lớn liên hệ với trẻ em bằng thái độ ước muốn tình dục, qua việc ngắm nhìn, bày tỏ hoặc sờ mó để thỏa mãn ước muốn hoặc nhu cầu tình dục, đó là lạm dụng tình dục. Thưa cha, các giáo sĩ là ai trong giáo hội công giáo? Giáo sĩ là những thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh được Thiên Chúa thiết lập trong giáo hội để chăn dắt đoàn chiên Chúa, nhân danh Chúa Kitô. Các chức thánh là chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Như vậy giáo sĩ gồm phó tế, vĩnh viễn hay chuyển tiếp, linh mục và giám mục gồm cả hồng y. Giáo hội Công giáo bắt đầu chú ý đến vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em từ khi nào? thì giáo hội có đưa ra những quy tắc để xét xử những vụ lạm dụng không, thưa cha? Giáo hội công giáo đã xử lý vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em cách kín đáo và riêng tư theo từng trường hợp. Bộ Giáo luật 1917 đã có biện pháp kỷ luật về vấn đề này. Bộ Giáo luật năm 1983 quy định về vấn đề lạm dụng tình dục như sau. Giáo sĩ nào thực hiện một tội phạm nghịch với giai đoạn thứ sáu của thập giới với một vị thành niên dưới 16 tuổi thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ. Ngày 30 tháng 4 năm 2001, Đức Giáo Hoàng Doan Paulo II công bố tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela, trong đó quy định rằng việc giáo sĩ lạm dụng tình dục vị thành niên dưới 18 tuổi được xếp vào danh sách những tội ác nghiêm trọng, dành riêng cho bộ giáo lý đức tin xét xử. Tội ác này được xét xử trở lại trong vòng 10 năm kể từ ngày sinh nhật 18 tuổi của nạn nhân. Quy tắc của tự sắc này áp dụng cho giáo sĩ giáo hội La tinh và giáo sĩ Đông phương, giáo sĩ giáo phận và giáo sĩ dòng tu. Vào năm 2003, Đức Hồng y Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin nhận được năng quyền đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Joan Phaolô II để thi hành tố tụng hình sự về những tội ác nghiêm trọng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, Bộ có thể cho phép áp dụng tố tụng hình sự hành tránh và Bộ có thể yêu cầu Đức Thánh Cha sa thải giáo sĩ phạm tội ra khỏi bậc giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cập nhật tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela trong tự sắc của Ngài vào ngày 21 tháng 5 năm 2010. Ngài thêm vào hai chỉ thị mới, đó là kéo dài thời gian hồi tố đến 20 năm kể từ ngày sinh nhật 18 tuổi của nạn nhân và việc sở hữu hoặc phân phát những hình ảnh thiếu niên bị xét là tội hình. Thưa cha, như vậy quá trình xét xử bao gồm những giai đoạn nào? Quá trình xét xử gồm 3 giai đoạn. Thứ nhất, giá mục giáo phận điều tra sơ bộ. Thứ hai, giá mục giáo phận trình hồ sơ lên Bộ Giáo lý Đức Tin để xin phép tiến hành thủ tục tố tụng tư pháp. Thứ ba, biện pháp kỷ luật đối với người phạm tội. Thưa cha, khi nào thì bắt đầu quá trình xét xử giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên? Quá trình giải quyết cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên Bắt đầu sau khi giám mục giáo phận nhận được một khiếu nại về một vi phạm có thể đã xảy ra. Có một số nguồn có thể liên quan đến việc khiếu nại như sau: A. cáo buộc được trình lên do chính nạn nhân. B. cáo buộc được trình lên cho cha mẹ, người giám hộ, bạn bè, nhân viên xã hội hoặc tôn giáo. C. cáo buộc do người giấu tên. D tin đồn hoặc tin rò rỉ về một vi phạm nào đó do báo chí hoặc các phương tiện truyền thông tung ra. Trong mọi trường hợp, mối khiếu nại sẽ được giáo hội xử lý kịp thời và nghiêm túc. Thưa cha, ai là người có trách nhiệm giải quyết vấn đề này? Giá mục giáo phận hoặc bề trên cấp cao của dòng tu có trách nhiệm giải quyết những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục vị thành niên. Khi một khiếu nại hoặc tố cáo xem ra có thật, thì giám mục giáo phận hoặc bề trên cấp cao hoặc người thừa ủy thi hành việc điều tra sơ bộ theo Điều 1717 và theo Tự chế số 16. Nhiệm vụ của giám mục giáo phận thế nào trong giai đoạn điều tra sơ bộ, thưa cha? Giám mục giáo phận phải đích thân hoặc nhờ người khác có khả năng điều tra về những sự kiện, những hoàn cảnh, và việc quy trách nhiệm liên quan đến vi phạm, trừ khi việc điều tra đó xem ra là hoàn toàn thừa thải. Thứ hai, giám mục giáo phần phải liệu sao đừng để việc điều tra này làm hại thanh danh của bất cứ người nào. Thứ ba, giám mục giáo phần có thể bổ nhiệm một điều tra viên có những quyền lợi và những nghĩa vụ như là một dự thẩm trong vụ tố tụng. Nếu sau đó việc tố tụng tư pháp được xúc tiến, thì điều tra viên sẽ không được làm thẩm phán. Theo sự khôn ngoan, giáo mục giáo phận hoặc điều tra viên sẽ cho bị cáo biết những thông tin về lời cáo buộc trong thời gian điều tra sơ bộ để bị cáo có cơ hội trả lời. Thứ bốn, sau khi thu thập đầy đủ các yếu tố liên quan đến vụ khiếu nại, giáo mục giáo phận có thể gặp hội đồng xét duyệt địa phận để bàn về việc tiến hành tố tụng tư pháp hay không năm, sau khi thấy việc khiếu nại xem ra có thật hoặc có nền tảng, giám mục giáo phận chuyển toàn bộ hồ sơ lên bộ giáo lý đức tin với ý kiến riêng của mình về việc áp dụng quá trình tố tụng dài hạn hoặc ngắn hạn. Thưa cha, giám mục giáo phận có thể ra xác lệnh áp chế giáo sĩ bị cáo không? Vì mục đích phòng ngừa gương xấu, để bảo vệ tự do của các nhân chứng, và để bảo đảm sự lưu hành của công lý thì sau khi hội ý với công tố viên và chính bị cáo giám mục giáo phận có thể trong bất cứ giai đoạn nào của vụ án cấm bị cáo thi hành thừa tác vụ thánh hay một chức vụ hay nhiệm vụ nào trong giáo hội hoặc cấm bị cáo không được cư ngụ ở một nơi hoặc ở một địa hạt nào và cũng có thể cấm người đó không được công khai tham dự thánh lễ. Tất cả các biện pháp này được thu hồi khi không còn lý do và đương nhiên chấm dứt khi việc tố tụng hình sự kết thúc. Sau khi nghiên cứu về hồ sơ do giám mục giáo phận trình lên và hỏi thêm thông tin nếu cần thiết thì bộ giáo lý đức tin sẽ giải quyết thế nào? Bộ giáo lý đức tin có ba lựa chọn. Thứ nhất, bộ có thể ủy quyền cho giám mục địa phương tiến hành xét xử hình sự tư pháp tại tòa án của giáo phận. Thứ hai, bộ trực tiếp tường trình các trường hợp lên Đức Thánh Cha. Thứ ba, bộ đưa ra các biện pháp kỷ luật đối với những người phạm tội. Thưa cha, quy trình xét xử hình sự tiến hành như thế nào tại tòa án giáo phận? Bộ giáo lý Đức Tin có thể ủy quyền cho giám mục địa phương tiến hành một quy trình xử phạt hành chính trước một đại biểu của giám mục địa phương cùng với hai dự thẩm nếu giáo sĩ bị xét xử có tội cả hai quá trình xử phạt tư pháp và hành chính đều có thể kết án một giáo sĩ với một số hình phạt theo giáo luật trong đó nghiêm trọng nhất là sa thải khỏi bậc giáo sĩ giáo hội sẽ đối xử thế nào với giáo sĩ không có tội ở bất cứ cấp bậc tòa án nào hoặc giai đoạn nào của tố tụng hình sự. Nếu thấy rõ bị cáo không thực hiện tội phạm, thẩm phán phải tuyên bố điều đó bằng một bản án và tha bổng bị cáo, ngay cả khi quá trình tố tụng đã chấm dứt cùng lúc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến lào đéc tua Jesus Christus ngợi khen chúa Giêsu kitô